Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 109, chương 701. Áp dụng kế hoạch. Cổ Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta cũng không biết. Theo như những gì ta biết thì người Thiên Hạ Huyền Môn ngoại trừ Mã Gia Long tộc, không có môn phái nào có thể triệu hoán ra được thần long. Tiểu tử này là rất thần bí." Tiểu Diều Hâu khí tức toàn thân tăng lên, nàng trong lòng vô cùng khó chịu. Mấy trăm năm qua, những người của đạo môn muốn đối phó với nàng không một ai sống sót, lần này lại gặp một kẻ khó ăn đến như vậy. "Tiểu Diều Hâu, đến lúc nào thương thế lành đi, chúng ta cùng đi tìm người giúp." Nghe được Cổ Kỳ Nguyệt nói, Tiểu Diều Hâu cả kinh: "Tiểu thư, người muốn..." Cổ Kỳ Nguyệt gật đầu: "Không sai, địch nhân chân chính chính là bằng hữu. Hắn nhất định phải đối phó với lệ quỷ ở trong cổ mộ nhà Minh. Chúng ta liên thủ với bọn họ." "Tiểu thư, chúng ta và quỷ ở trong cổ mộ Minh Triều không chết không thôi. Tìm bọn họ liên thủ chỉ sợ..." "Ngươi yên tâm, ta có biện pháp thuyết phục bọn họ." "Nô tỳ biết." Trở lại nhà thôn trưởng không bao lâu, nhận được điện thoại của Hoa Thanh. Lão nói với Tiểu Thất đang cùng Hoàn Nguyên chân nhân đã tới Xuân Thành, hỏi Tiểu Thất ở đâu. Tiểu Thất chỉ cho bọn họ đi tìm Vương Bá Ngôn, chờ Tiểu Lục cùng Mã Tiểu Tiểu cùng nhau đi tới. Cúp máy, gọi điện cho Mã Tiểu Tiểu, bảo các nàng đến tìm Hoa Lão ở Xuân Thành. Tiểu Thất ngồi ở trên bàn, trong đầu suy nghĩ, đang nghĩ xem như thế nào để đối phó với lệ quỷ ở trong cổ mộ. Hắn lo lắng nhất vẫn chính là Cổ Kỳ Nguyệt tìm lệ quỷ trong cổ mộ. Một khi Cổ Kỳ Nguyệt xuất thủ giúp thi triển huyết hồn, thì ba hồn bảy vía của đạo sĩ đã chết tụ lại. Đến lúc đó sự tình sẽ vô cùng khó khăn. Xem ra phải tiên hạ thủ vi cường. Lấy điện thoại di động xem đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều. Cũng không biết bọn Hoa Thanh bao giờ mới tới. Gọi điện tới, Mã Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Lục đang ở sân bay chờ phi cơ. Theo thời gian mà tính toán, thế nào cũng phải 10 giờ tối mới có thể đến đây được. Vợ của thôn trưởng đã làm thức ăn xong. Thôn trưởng cùng bọn Cố Bân đem thức ăn cất đi, dọn chén đũa. Thôn trưởng nhìn Tiểu Thất: "Tiểu tử, cơm nước xong rồi tính toán sự tình vậy?" Tiểu Thất gật đầu. Bà Bảo ngồi ở trên vai của Tiểu Thất không chớp mắt, nhìn chằm chằm thức ăn ở trên bàn. Tiểu tử thỉnh thoảng đưa đầu lưỡi ra liếm môi một cái, bộ dáng giống như là một kẻ tham ăn. Tiểu Thất xoa đầu bà Bảo: "Muốn ăn cơm sao?" Nhìn thật là ngon, bà Bảo chảy cả nước miếng rồi." Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu nói với Trần Thần: "Cầm thêm hai bộ chén đũa đi." Trần Thần đứng dậy, đi vào phòng bếp, lấy ra hai bộ chén đũa đặt ở trên bàn. Bà Bảo thoáng một cái nhảy tới, đưa tay tóm lấy thức ăn. Tiểu Thất chụp lấy tiểu tử một hồi. Tiểu tử rụt tay về, mất hứng bĩu môi: "Ca ca, không cho bà Bảo ăn cơm rồi." "Bà Bảo, không được lấy tay búc. Ca ca kẹp gắp đũa cho ngươi." Tiểu Thất giúp tiểu tử gắp một chén thức ăn rồi nói với Uyển Nhi: "Uyển Nhi, ngươi cũng ngồi xuống ăn cơm đi."
Uyển Nhi ôn nhu, bộ dáng uyển chuyển. Tiểu Thất trong lòng chợt nghĩ đến vẫn là nữ hài thời cổ đại tốt. Thôn trưởng uống một ngớ hớp rượu, cười nói: Tiểu tử, ở đây có nhiều hơn hai cái chén, không phải là trò. Thôn trưởng, anh nói cẩn thận. Thôn trưởng liếc nhìn hai cái chén, sau đó không nói gì nữa, vui vẻ uống rượu. Ăn cơm tối xong, Trần Thần hỗ trợ thu dọn chén đĩa. Tiểu Thất bồn thôn trưởng đã uống say khướt, ngồi nói chuyện phiếm. Ước chừng độ hơn 8 giờ sáng, Tiểu Thất để cho Cố Bân gọi điện thoại cho Vương Bá Ngôn, đem toàn bộ kế hoạch của mình nói ra, để cho hắn đợi bọn Hoàng Nguyên chân nhân cùng nhau tới, trên đường sẽ tính toán kế hoạch sau. 9 giờ, ở ngoài thôn chuyển đến tiếng chó sủa. Trong chốc lát, một đoàn người chạy tới nhà của thôn trưởng. Bà Bảo đang nằm ở trong ngực của Tiểu Thất, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ hô: Ca ca, tiểu tiểu tỷ tỷ tới rồi. Ta biết mà, bà Bảo, làm sao ngươi lại cao hứng như vậy? Ca ca, không chơi với bà Bảo, tiểu tiểu tỷ tỷ chơi cùng bà Bảo cho nên bà Bảo hài lòng đó. Thôn trưởng nhìn thấy một đoàn người đi vào, liền hiếu kỳ: Tiểu tử họ là ai vậy? Thôn trưởng: Đều là những người mà ta nhờ đến giúp đó. Người giúp thật tốt rồi, bọn họ cũng phải ở trong thôn chứ. Nhà ta hết phòng rồi, để ta bảo bà xã đi mấy nhà xung quanh thu thập một chút. Nói xong, thôn trưởng đứng dậy đi vào trong phòng. Hoa Thanh vừa vào nhà, đi nhanh đến bên cạnh Tiểu Thất, đưa tay nói: Vương tiểu tử, nghe nói người có được bảo bối, lấy ra đây xem nào. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã: Ông gấp cái gì? Nếu như người gọi điện thoại bảo ta mang tiền đến, chứng minh là bảo bối người không mua nổi. Đúng vậy đó, nhưng mà ông gấp cái gì? Hoa Thanh vuốt vuốt chòm râu, thở phì phò. Lão đã cảm thấy mỗi lần gặp phải Tiểu Thất đều phải ăn phải quả đắng. Tiểu Thất cười một tiếng, làm một cái đạo lễ, ra mắt tiền bối. Hoàng Nguyên chân nhân khoát tay: Tiểu hữu, lần này tìm chúng ta hẳn là có chuyện lớn, nói ra xem nào. Tiểu Thất gật đầu, đem chuyện 3 ngày nay phát sinh nói cho mấy người. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó cùng kêu lên: Là người xác định chính là đầu tuyển di tinh trận sao? Không sai, ta chắc chắn. Nếu như không phải các nàng dùng dương hỏa của người sống luyện bách quỷ canh, ta cũng không động thủ nhanh như vậy. Ta mới vừa rồi cũng đã nói, mấu chốt nhất là con quỷ ở trong cổ mộ Minh Triều đã thi triển huyết hồn nguyền rủa, đó mới là lợi hại nhất. Nghe xong lời Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu hỏi nhỏ: Người và đạo sĩ đã thi triển huyết hồn nguyền rủa đó đã giao thủ sao? Tiểu Thất lắc đầu: Không, ta biết rõ mình không đánh lại. Hôm nay ta phát hiện ra cái lò treo hồn, vì vậy cùng hai nữ quỷ kia giao thủ, đả thương các nàng. Vốn là muốn tiêu diệt hoàn toàn, nhưng bởi vì có đầu chuyển di tinh đại trận nên các nàng đã bỏ chạy. Ta hiểu rồi, ngươi sợ hai con lệ quỷ ở trong cổ mộ sẽ liên thủ. Đúng đó, hai tòa cổ mộ, đám lệ quỷ đó liên thủ với nhau, tình cảnh lúc đó rất khó khống chế. Lúc này Vương Bá Ngôn lấy ra thất tinh mệnh bàn đưa cho Tiểu Thất. Cầm thất tinh mệnh bàn, Tiểu Thất nói: Có nó rồi thì không cần lo lắng đầu chuyển di tinh đại trận nữa. Vương tiểu tử, đến lúc đó ngươi để cho chúng ta bố trí, những thứ đó có lợi ích gì vậy? Hoa Thanh nói. Tiểu Thất cười nhạt: Bí mật. Ngươi thì lợi hại rồi. Hoa Thanh nghiến răng nghiến lợi: Mau mau đem cái lò chiêu hồn cầm ra một chút. Tiểu Thất cùng Trần Thần đem cái lò lấy ra. Hoa Thanh cẩn thận nhìn một chút, nhíu mày: Này, đây không phải là cái đỉnh sao, sao lại gọi là lò treo hồn? Ngươi xem, ở đây còn thiếu một cái nắp à? Nghe vậy, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Hoàng Nguyên chân nhân cười nói: Hoa lão đầu, ông là luyện công phu, không biết tầm quan trọng của cái thứ đồ chơi này. Ngoại trừ tác dụng luyện hồn, bản thân là đồ cổ vô cùng chân quý đó. Vương Bá Ngôn thở dài: Ây, 7 cái lò treo hồn, hai nữ quỷ này không biết đã luyện ra bao nhiêu bách quỷ canh. Ta cũng không rõ, dù sao cũng không ít. Các nàng cũng rất thông minh, không có chủ động bắt những thôn dân ở phụ cận. Một khi quá nhiều thôn dân biến mất, nhất định sẽ có người đến điều tra. Nghe người nói như vậy, hai nữ quỷ này đối với xã hội này cũng rất là rành rọt.
Đúng vậy, cổ kỳ nguyệt đã từng nói với ta các nàng thường thường đi ra ngoài một chuyến, bây giờ suy nghĩ lại hẳn là đi ra ngoài bắt người đó. Tiểu hữu, vậy chúng ta bao giờ động thủ? Tiểu thất suy nghĩ một chút rồi nói, chờ một chút, ngày mai ta lên núi kiểm tra xem, thuận tiện bày một ít trận pháp đã. Chương 702, máu tràn đầy vọng nhai, phần 1. Lúc mọi người đang nói chuyện, thôn trưởng từ giữa phòng đi ra nói, tiểu tử, bọn họ đã thu dọn xong phòng ở, chờ một chút ta để cho bà xã dẫn bọn họ đi. Tiểu thất nghi ngờ, thôn trưởng, ta không thấy qua ra ngoài mà. Thôn trưởng cười một cái, có cửa hậu đó. Tiểu thất gật đầu đối với bọn Hoa Thanh, chờ một chút, thôn trưởng mang các người đi nghỉ ngơi, những chuyện khác ngày mai chúng ta tính. Các người từ xa tới khẳng định cũng đã mệt mỏi rồi. Mọi người gật đầu, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, ta trước đây mang Tiểu Lục đi nghỉ ngơi vậy. Thôn trưởng mang theo bọn Mã Tiểu Tiểu đi ra ngoài, sang nhà hàng xóm nghỉ ngơi. Mọi người sau khi rời đi, Tiểu Thất nói, mấy người các người cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chuẩn bị lo chính sự. Một đêm yên lặng trôi qua, ngày hôm sau, lúc hơn 8 giờ sáng, mọi người đều thức dậy sớm. Nhìn bộ dáng của mấy người, phòng trừng cũng lo lắng ở trong lòng, muốn xem quỷ vật ở vọng nhai tác quái. Ở nhà của thôn trưởng, ăn bữa sáng, Tiểu Thất nói, ta đi ra ngoài trước, các người ở chỗ này chú ý quỷ vật tìm tới cửa rồi. Bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân gọi Tiểu Thất lại, tiểu hữu, hay là để ta đi với ngươi? Tiểu Thất cười nói, tiền bối không cần lo, bây giờ thất tinh mệnh bàn đã trong tay ta, không cần lo lắng đầu chuyển di tinh đại trận. Những quỷ vật kia chỉ cần không phải dốc toàn bộ lực lượng đối phó với ta, vậy ta muốn đi thì đi. Nghe như vậy, Hoàng Nguyên Chân Nhân cười một tiếng, bây giờ ngươi tu vi đã vượt ta rồi, hey, đúng là hậu sinh khả úy mà. Tiền bối đã quá khen lời. Mã Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiểu Thất, mặc dù không lên tiếng, bất quá như trong mắt của nàng có nhìn thể nhìn ra, nàng trong lòng cũng rất lo lắng. Hơn nữa, số lượng ở đây cũng không ít. Thầm nghĩ, như giống như Tiểu Thất, khi nào xảy ra chuyện, đi theo hắn sẽ liên lụy đến hắn. Giờ khắc này, trong lòng cũng than phiền. Nàng và Tiểu Thất, tại sao đều là người huyền môn, nhưng đều là người mang trong mình thiên mệnh, trừ phi vượt qua đại kiếp, nếu không hai người bọn họ không thể nào bình yên mà ở bên nhau. Ra khỏi nhà thôn trưởng, rất nhanh đi lên con đường hoàng tuyền. Ngay trước khi Tiểu Thất bước lên con đường hoàng tuyền, cổ kỳ nguyệt ở trong cổ mộ cùng Tiểu Diều Hâu ánh mắt đông lại, sau đó kinh ngạc, sao hắn lại tới? Tiểu Diều Hâu sắc mặt khó coi, trầm giọng, tiểu thư, người nói hắn có đi diệt trừ chúng ta không? Cổ kỳ nguyệt lắc đầu, ta không rõ, nhưng cũng rất có thể đó. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi, mau sang cổ mộ Minh Triều. Cổ kỳ nguyệt nghiến răng nói. Tiểu Diều Hâu gật đầu, ống tay áo của các nàng vung lên, đồng thời biến mất, chỉ để lại toàn bộ oán khí còn chưa có tiêu tán. Tiểu Thất lần này đến xem vọng nhai chính là muốn bày một ít trận pháp nhiễu loạn âm dương ở nơi đây. Thứ hai, đó là muốn tự mình đi vào trong cổ mộ Minh Triều xem một chút. Biết rằng cổ kỳ nguyệt các nàng sau sẽ hành động đối với tất cả trước mắt không dám tin tưởng, ở ngoài miệng nói không quá tin nhưng vẫn đi tới vị trí chỗ thụ tinh, đưa tay lấy ra la bàn tìm kỹ phương vị bố trí trận pháp. Nhánh cây của thụ tinh đã hoàn toàn khô héo, không có thụ tinh hút hồn phách của sinh cơ, nữ thi trong cổ mộ chắc chắn đã hoàn toàn thức tỉnh. Người chết yểu, quan tài đỏ trấn áp nhất định sẽ trở thành lệ quỷ. Nhưng Tiểu Thất không đặt nữ thi ở trong lòng, hắn lo lắng là vương gia và đạo sĩ đã thi hiện triển ra huyết hồn nguyền rủa kia. Đặc biệt là đạo sĩ nọ, loại thủ pháp tà ác này mấy ngàn năm bất quá cũng chỉ xuất hiện một lần. Một lần kia xuất hiện, chẳng phải là đã vén lên một màn tinh phong huyết vũ hay sao? Long tuyển kiếm rút ra khỏi vỏ, bổ ra thân của thụ tinh, không còn sinh cơ, trong thây khô. Cái cây đã trống rỗng. Tiểu Thất rõ ràng phong thủy cục của cổ mộ Minh Triều, vì vậy có thể từ nơi đây tiến vào trong mộ lớn. Hắn mặc dù cùng nữ quỷ đã từng quen biết, nhưng không biết làm thế nào mà đi vào cổ mộ.
moi sạch thân cây, chui vào. Thân cây có nối thẳng với chủ mộ hay không, Tiểu Thất không chắc. Bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, cứ đi rồi nói. Hao rất nhiều khí lực chui vào bên trong, phát hiện còn muốn phải đào thành lỗ. Tiểu Thất ngây ngẩn, quên mất chủ mộ thất ở trên đỉnh là tảng đá mà xây thành, biết làm sao đây. Không thể lên, cũng không thể xuống, bị kẹt ở trong thân cây. Tiểu Thất khổ cực từ trong túi lấy ra kinh chập, bắt đầu đào đất. Ở trong cổ mộ có ba người đứng ở trước thạch quan, trong đó có hai chủ tớ của cổ Kỳ Nguyệt, một người khác chính là nữ thi trấn áp ở trong quan tài gỗ đỏ. Các nàng tựa hồ như đang thảo luận gì đó, đột nhiên nghe được âm thanh leng keng, bất chợt ngẩng đầu. Con mẹ nó, thế nào đều là đá vậy? Tiểu Thất không nói gì, hắn không biết đảo lỗ cũng phát ra động tĩnh, đã thức tỉnh ba nữ quỷ trong cổ mộ. Tiểu Diều Hâu giống như chim sợ cành cong, cả kinh kêu lên. Hắn đã đuổi tới. Nữ thi nhìn cổ Kỳ Nguyệt, cả người gật đầu. Đúng là tiểu đạo sĩ kia. Hắn lợi hại như vậy sao? Không sai, hắn là đệ tử Mao Sơn. Quan trọng là như vậy, hắn lại có khả năng triệu hoán ra thần long. Nữ thi nghe vậy, sắc mặt cả kinh. Hắn có thể triệu hoán ra thần long? Hai người chúng ta đã cùng hắn giao thủ, nói thật, lúc bắt đầu cũng không nghĩ đến sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nữ thi nghe được lời này của cổ Kỳ Nguyệt, khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. Nàng chậm rãi nói, ta biết rõ các người tinh thông một trận pháp rất lợi hại mà. Trận pháp đối với hắn cũng không có nhiều tác dụng. Hắn có một trận pháp chế trụ. Nghe các người nói như vậy, ta càng muốn mở mang kiến thức xem bản lĩnh của hắn đó. Cổ Kỳ Nguyệt cùng Tiểu Diều Hâu hai mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ đến phải rất nhanh đi, nếu không người sẽ hồn phi phách tán. Người đàn ông mới có lý do nổi đoá. Thấy nữ thì dục dịch, cổ Kỳ Nguyệt tiếp tục nói, thụ tinh hút hồn phách của người sống cho ngươi cũng bị hắn tiêu diệt đó. Ở bên trên, Tiểu Thất bị kẹt trong cây khô, vỗ cái túi vải, nhẹ giọng hô, bà Bảo, mau ra đây. Bà Bảo chui ra, nhìn thấy tối om om, đưa tay không thấy năm ngón. Tiểu tử đưa tay vồ loạn, ca ca, người có ở bên trong không? Ca ca ngay trước mặt người đó, bà Bảo, tối như vậy sao? Tiểu Thất bất đắc dĩ, hi, bà Bảo không nhìn thấy gì cả. Thấy tiểu tử dáng vẻ cười hì hì, Tiểu Thất sờ đầu hắn. Bà Bảo, ngươi học thói xấu, lại dám lừa gạt ca ca ngươi. Bà Bảo không có cố ý đâu, ca ca đừng có mà tức giận. Ta không tức. Bà Bảo, ngươi giúp ca ca nhìn một chút, xem ở đây cách lối vào cổ mộ còn xa không. Nghe Tiểu Thất nói, bà Bảo ngậm ngón tay bên trái, ngón tay chỉ xuống. Ca ca muốn bà Bảo đi xuống dưới sao? Đúng rồi, người xuống giúp ta xem một chút. Tiểu tử nghiêng cái đầu, không nói gì cả, đi xuống. Tiểu Thất điều chỉnh lại dáng vẻ một chút, hỏi nhỏ, bà Bảo, có phải người biết rõ ở bên trong có cái gì không? Bà Bảo không biết. Vậy tại sao người không muốn đi xuống? Bởi vì bà Bảo sợ lắm. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, tiểu tử ngươi là quỷ, chỉ là bảo ngươi đi xuống nhìn một chút, cũng không phải là đối phó với nữ quỷ, có cái gì mà phải sợ. Tiểu Thất cũng không bắt ép tiểu tử, từ đầu đến cuối dù gì nó vẫn là một đứa bé. Bà Bảo không được, vậy thì để cho Uyển Nhi, đem gọi Uyển Nhi ra. Uyển Nhi không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, lung lay bay vào. Ở trong cổ mộ, ba người cổ Kỳ Nguyệt vẫn đang ngẩng đầu nhìn trên đỉnh mộ thất. Uyển Nhi còn chưa kịp ra, bàn tay của cổ Kỳ Nguyệt vung lên lạnh giọng, ta chờ ngươi lâu rồi. Uyển Nhi cả kinh, ngay sau đó chấn định, vội vàng lui về phía sau. Đối mặt với ba đối thủ lợi hại, Uyển Nhi không có kinh hoàng, không nhanh không chậm, bởi vì nàng trong lòng tin chắc Tiểu Thất sẽ xuất thủ giúp nàng. Tiểu Thất đang chờ Uyển Nhi đi lên, bà Bảo đột nhiên nói, ca ca, Uyển Nhi tỷ và các nàng đánh nhau rồi.
Chương 703. Huyết tràn đầy, vọng nhai, phần 2. Tiểu Thất ngẩn ra. Uyển Nhi đã đánh nhau với các nàng. Bà Bảo gật đầu. Tiểu Thất rõ biết rõ bà Bảo sẽ không lừa mình, nhưng không biết ở nơi đây đá dày như thế nào mới nói. Bà Bảo, ngươi đi vào bảo Uyển Nhi tránh ra một chút, ca ca phải ra tay giúp nàng. Bà Bảo biết rồi. Nói xong, tiểu tử nhảy lên trên tảng đá, gọn gàng chui vào. Vài giây sau, tiểu tử chui ra. Ca ca, được rồi. Tiểu Thất đem bà Bảo nói, cắn ngón tay rất nhanh vẽ ra một đạo linh phù, một chưởng đặt lên trên tảng đá. Ở trong mộ thất, oán khí tụ lại quanh ba người Cổ Kỳ Nguyệt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Uyển Nhi đang né trái né phải. Trong lúc bất chợt, một vệt kim quang từ trong vách đá nổ bắn ra, chạy thẳng tới ba người Cổ Kỳ Nguyệt. Cổ Kỳ Nguyệt cả kinh, đưa tay kéo Tiểu Diều Hâu vội vàng lui ra. Nữ thì nhìn kim quang bắn tới, oán khí bộc phát, ống tay áo vung lên, oán khí cùng kim quang đụng nhau ầm ầm. Lần này Cổ Kỳ Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác một tiếng. Kim quang phá vỡ oán khí, đánh thẳng vào mi tâm của nữ thi. Nữ thi hai cánh tay giang ra, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiểu thư. Tiểu Diều Hâu xuất thủ trợ giúp. Cổ Kỳ Nguyệt vội vàng nói. Hai người xuất thủ trợ giúp, kim quang bắn vào mi tâm của nữ thi, rất nhanh biến mất. Nữ thi bị đánh văng cả ra ngoài. Cổ Kỳ Nguyệt đưa tay giúp đỡ nàng. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện khuôn mặt của nữ thi lúc xanh lúc đỏ, hơn nữa xuất hiện từng vết nứt. Quỷ huyết đen nhánh dọc theo gò má của nữ thi nhỏ giọt tong tong, trong miệng của nàng phát ra tiếng ô ô. Nữ thi giờ phút này bộ dáng trông cực kỳ kinh khủng. Uyển Nhi liếc mắt nhìn, sau đó tránh khỏi trói buộc của Cổ Kỳ Nguyệt, biến mất ở trên vách đá. Cổ Kỳ Nguyệt ngẩng đầu nhìn, cũng không ngăn chặn, nhẹ giọng. Người thế nào? Nữ thi không trả lời nàng, móng tay căng thẳng, buông lỏng một chút. Rất hiển nhiên là đang cực kỳ thống khổ. Tiểu Diều Hâu khiếp sợ. Tiểu thư, vừa rồi là cách vách đá. Ta biết, xem ra thời điểm hôm qua đối phó chúng ta, hắn không có dùng hết toàn lực. Làm sao có thể? Tiểu Diều Hâu khó tin. Cổ Kỳ Nguyệt nói. Hắn biết rõ chúng ta có đầu chuyển di tinh trận, cho nên đã áp chế trận pháp. Nếu như chúng ta cùng nhau hắn đánh chính diện, tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiểu Diều Hâu nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt của nàng trợn như con cá chết, có khiếp sợ nồng đậm. Trong phút chốc, nàng hỏi. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Cổ Kỳ Nguyệt khi còn sống, mặc dù là người của đạo môn, nhưng nàng cũng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống như thế này. Ta cũng không biết. Ta thử quán thâu âm khí vào trong cơ thể của nàng xem. Kim quang đánh trúng nữ thi. Sau đó, ở bên hồ nước của chủ mộ thất, nước từ từ tràn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi trong nửa phút, toàn bộ chủ mộ thất đã bị che phủ mất hơn nửa. Nhưng vô luận huyết thủy tràn ra như thế nào, ao nước một mực cũng không có thay đổi. Ở trong cây khô, Uyển Nhi nhìn sang, Tiểu Thất nhẹ giọng. Hắn đúng thật sự là sợ rằng Uyển Nhi có thể xảy ra chuyện gì. Uyển Nhi nhẹ giọng nói. Công tử, là các nàng liên thủ với nhau. Đây là sự tình ta có thể tính tới. Công tử, chúng ta làm sao đây? Nghe vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ nói. Ta bây giờ ở đây cũng không lên nổi, xuống cũng không có xuống nổi. Ở trong chủ mộ thất đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Cổ Kỳ Nguyệt cùng Tiểu Diều Hâu cao mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nữ thi đột nhiên mở miệng. Đem ta đặt nằm xuống đất. Hai người các ngươi mau mau rời đi. Là sao? Không việc gì, vương gia nhà ta tức giận. Nghe nói như vậy, Cổ Kỳ Nguyệt đôi mắt xẹt qua vẻ vui mừng, ngay sau đó gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Nói xong, Cổ Kỳ Nguyệt mang theo Tiểu Diều Hâu biến mất.
Tiểu Thất vẫn còn dùng thân cây, dùng rằng với nhau, từng điểm di chuyển lên trên. Nửa ngày mới đi được khoảng nửa mét, Tiểu Thất dừng lại thở hổn hển. Còn mẹ nó mệt mỏi, ta làm sao mà lại chui vào đây chứ? Trong lúc bất chợt, một mùi máu tanh đến gây mũi truyền vào trong mũi của Tiểu Thất. Ở phía trên lại truyền ra âm thanh như nước lớn, ngẩng đầu nhìn là trước mắt một mảnh đỏ ngầu ngầu. Trong lòng hô to, còn mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì? Thôn dân ở phụ cận nghe được âm thanh này toàn bộ chạy ra. Khi đến gần chỗ vọng nhai, nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ, chạy tứ tán. Về nhà thu dọn đồ đạc cũng không có thời gian, vội vàng chạy ra xa. Thôn trưởng mềm nhũn, run rẩy. Đây là cái gì vậy? Bọn Hoàng Nguyên chân nhân cũng trố mắt nhìn nhau không hiểu vì sao. Huyết thủy từ trên cao lao ầm ầm xuống, trên mặt đất cảm giác chấn động. Mùi máu tanh gây mũi mang theo sức gió đập vào mặt. Hoa Thanh trầm giọng: "Nhưng cái này đều là máu sao?" Mã Tiểu Tiểu ung dung thất sắc, tựa hồ như là mãi mới khôi phục được tinh thần. Tiểu Thất vẫn còn ở trên núi. Trần Thần vội nói: "Đúng rồi, sư phụ vẫn còn ở trên núi, những huyết thủy này là từ đâu mà ra?" Không có ai trả lời bọn họ. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân ánh mắt đều nhìn chằm chằm chỗ vọng nhai. Ở nơi đó huyết quang hội tụ, sấm chớp rền vang, âm khí đáng sợ bùng phát để cho tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Mã Tiểu Tiểu cuống cuồng vạn phần hô lên: "Các người bây giờ còn nói chuyện sao?" Tiểu Lục khôi phục lại tinh thần, kéo áo Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: "Tiểu Tiểu tỷ tỷ không cần lo, ca ca sẽ không xảy ra chuyện gì." Mã Tiểu Tiểu che miệng không dám nói tiếp. Tiểu Lục lại nói: "Thật sự không sao đâu, những huyết thủy này không phải là thật, chỉ là oán khí tạo nên ảo ảnh thôi. Tiểu Thất ca ca tu vi cao như vậy, khẳng định nhìn ra được." Mã Tiểu Tiểu đôi mắt rưng rưng: "Làm sao có thể là ảo cảnh?" "Nhà đầu, người đối với tiểu hữu phải có lòng tin chứ." Nhưng mà ta... Thấy bộ dáng này của nàng, mọi người đều nở nụ cười. Trần Thần trợn to hai mắt: Đây thật sự là ảo giác sao?" "Không sai, bất quá đối với người bình thường là vẫn có tổn thương đó, bọn họ chạy trốn là đúng đó." Vương Bá Ngôn nói. Cố Bân liền hỏi: "Sao lại như thế?" "Chạy mau đi, huyết thủy tuy nó là ảo giác nhưng âm khí bay lên là thật, người bình thường không chịu được trùng kích này đâu." "Vậy chúng ta..." "Các người đứng cùng một chỗ với chúng ta thì không sao cả." Nghe nói như vậy, Cố Bân cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ở gần cái gốc cây bên trong vọng nhai, bà Bảo ngồi trên bả vai của Tiểu Thất, bắt chiếc Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên. Trong phút chốc, Tiểu Thất vỗ Tiểu Tử: "Bà Bảo, đi ra ngoài xin nhìn xem là chuyện gì." Tiểu Tử lắc đầu: "Không đi đâu, sợ lắm." "Bà Bảo, người lá gan làm sao lại càng nhỏ đi vậy?" Mới vừa nói xong, Uyển Nhi ở một bên lên tiếng: "Công tử, con muốn đi ra xem hay không?" Tiểu Thất lắc đầu: "Không nên đi, ở bên ngoài quá nguy hiểm." Bà Bảo trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất, đột nhiên khóc òa lên: "Ca ca là người xấu, bà Bảo bảo đi mà lại không cho Uyển Nhi tỷ đi, ca ca không thương bà Bảo nữa rồi." Tiểu Thất lau mồ hôi trên trán, quên mất. Uyển Nhi ôm lấy bà Bảo an ủi Tiểu Tử đang khóc lóc. Âm thanh hò hét càng lúc càng nhỏ, ước chừng qua hơn 20 phút đồng hồ, hồng hoang trước mắt biến mất, lại lộ ra bầu trời. Ở trên bầu trời, mây đen răng mù mịt, oán khí bốc lên. Tiểu Thất sắc mặt đại biến, không lẽ là nam thi từ trong cổ mộ đã ra? Ở trong lòng quĩnh quáng, tăng tốc leo ra bên ngoài. Uyển Nhi trong ngực vốn là bà Bảo đang khóc, vừa nhìn thấy Tiểu Thất bỏ rơi mình chạy ra, bà Bảo lại oa oa khóc lên. Tiểu Thất bực mình, hắn xin thề là hắn chỉ muốn đi ra xem một chút là chuyện gì, chứ đâu có ý bỏ lại cái thằng tiểu quỷ nhát gan kia đâu. Chương 704 Vương gia phần 1. Ở trên thân cây, bà Bảo vẫy vẫy tay, Tiểu Tử nhào tới trong ngực của Tiểu Thất, càng khóc thương tâm. "Nào bà Bảo đừng khóc, ca ca làm sao mà lại bỏ rơi ngươi được, ngoan nào." Tiểu Thất đem Tiểu Tử đặt trên vai, nói với Uyển Nhi: "Uyển Nhi, ngươi đi ra ngoài hết thảy phải cẩn thận, xem nam thi trong cổ mộ đã đi ra chưa." "Công tử, người yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Nói xong, Uyển Nhi lắc mình đi. Tiểu Thất từ
từ trong thân cây, từng điểm di chuyển, dốc hết sức rốt cuộc cũng bỏ ra được ngoài. Cũng không để ý hài cốt nằm trên đất, há mồm thở dốc. Nghỉ ngơi được một lúc, từ từ đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, huyết quang tụ lại, ánh mắt híp lại. Quả nhiên là Nam Thi ở trong ao máu đã xuất hiện. Nhìn tình huống này, lúc trước đả thương nữ thi, làm cho vương gia nổi đoá cũng nên. Tiểu thất thu hồi ánh mắt từ tốn. Uyển Nhi, cô đi vào trước xem. Uyển Nhi lắc đầu. Công tử, ta muốn cùng với người đối phó hắn, một mình người ta lo lắng. Tiểu thất lắc đầu. Không được, cô đã đi theo bên cạnh ta rồi, chịu nhiều lần bị thương rồi, ta không để cho cô bị thương nữa. Nghe lời ta, nhanh đi về. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả, mau lên. Tiểu thất vẫy tay cắt lời Uyển Nhi. Nàng thấy tiểu thất vẫn ương bướng như vậy, cũng không có khăng khăng nữa, hóa thành một vệt khói xanh túi chui vào trong cái túi vải. Tiểu thất xoa đầu Bảo Bảo, nhẹ giọng, tiểu tử đi vào đi. Bảo Bảo rưng rưng chớp mắt, cùng với tiểu thất nhìn nhau một cái, rồi cũng lặng lẽ chui vào trong tối. Tiểu thất lấy ra Long Tuyển kiếm, chậm rãi đi xuống dưới núi. Ở giữa không trung mây đen, có một đạo thân ảnh đứng lơ lửng. Đôi mắt của hắn đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm vào tiểu thất. Trong phút chốc, hắn lẩm bẩm, là Mao Sơn đệ tử. Hắn làm sao mà lại biết tiểu thất là Mao Sơn đệ tử? Cổ Kỳ Nguyệt cùng Tiểu Diều Hâu nhìn thấy thân ảnh của tiểu thất. Tiểu Diều Hâu nhẹ giọng, tiểu thư, chúng ta có nên nói cho hắn biết hay không? Là tiểu đạo sĩ này đã thương. Cổ Kỳ Nguyệt cắt đứt lời của Diều Hâu. Không, không cần chúng ta nhắc nhở, hắn đã biết rồi. Nhìn tình huống xem, Nam Thi so với lần tỉnh lại lần trước càng thêm lợi hại, có lẽ có thể thu thập được tiểu đạo sĩ này. Tiểu Diều Hâu phụ họa, nếu như hắn có thể cùng tiểu đạo sĩ này lưỡng bại câu thương thì tốt. Coi như bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng không có cơ hội nhiều. Còn có một đạo sĩ đã thi triển huyết hồn nguyền rủa, đây mới là kẻ lợi hại nhất. Nô tỳ biết rồi. Ở cửa thôn, bọn Vương Bá Ngôn đang thương lượng có muốn lên núi giúp tiểu thất hay không. Đang trong lúc mọi người chuẩn bị cùng nhau đi lên, Tiểu Lục đột nhiên nói, chúng ta không thể đi. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu hiện lên một đám kẻ đen, cau lại. Tại sao? Tiểu thất ca ca nói ở trong cổ mộ rất nhiều lệ quỷ, chúng ta nếu như đi lên hỗ trợ lệ quỷ theo về trong thôn thì làm sao? Tiểu Lục nói. Nghe vậy, bọn Vương Bá Ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Một khi chúng kế điệu hổ ly sơn, bọn họ phạm phải tội lớn. Nói thiên đạo 10.000, bọn họ vốn chính là nhiệm vụ bảo vệ thôn dân. Nếu như mà thôn dân xảy ra chuyện, cái này thì thật sự là rách việc lắm. Mã Tiểu Tiểu nghe nói như vậy, trong lòng có chút mất hứng. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm cảnh rối loạn. Tiểu thất trong lòng của nàng có quá nhiều quan trọng. Ta đi giúp hắn. Bỏ lại một câu như vậy, Mã Tiểu Tiểu xông ra. Đến khi mọi người kịp phản ứng, Mã Tiểu Tiểu đã vọt lên con đường hoàng tuyền. Chân thần thầm giật mình, vội nói, chúng ta có nên đi theo hay không? Sư nương nếu như mà xảy ra chuyện thì sư phụ nhất định là đại phát lôi đình. Hoàng Nguyên chân nhân khoát tay, không sao, ta biết tính cách của tiểu hữu mà. Tiểu thất đi ra chưa đầy nửa bước, giữa không trung, ở trong mây đen, thân ảnh từ từ hạ xuống. Ở sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, tiểu thất quay đầu nhìn lại. Một người mặc mãng bào, vóc người cao ngất, chậm rãi đi tới. Người tới chính là chủ nhân chân chính của cổ mộ Minh Triều. Tiểu thất quan sát hắn tỉ mỉ, phát hiện trên người hắn không hề có mùi vị của người chết, ngược lại giống như là một người sống. Là một người sống tuổi trung niên, yêu quý thiếp thân, bỏ mình giết ít nhất hơn ngàn người. Mặc dù hắn là vì người mình yêu. Mấy trăm năm trôi qua, nếu như khi đó người nhìn thấy hắn, có lẽ cho rằng hắn trường sinh bất lão. Hắn đi nhanh tới bên cạnh tiểu thất, từ tốn, ta đã sớm nghe nói về pháp sư Mao Sơn, đã ngưỡng mộ rất lâu. Tiểu thất suy đoán, hồ đồ, giả bộ minh bạch, đâu có
ta so với vương gia, thân phận ta đã sớm chỉ coi như là sơn dã thôn phu, đâu có tính là cái gì. Ta không dám dối gạt người, thật ra ta rất hâm mộ cuộc sống bình thường của các người, tự do tự tại. Nữ nhân ta yêu là bổn vương trong lúc du ngoạn gặp được. Từ lúc gặp nàng, bổn vương mới cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc. Thế nhưng lão tặc thiên vậy mà lại cướp mất người ta yêu mến. Hắn vừa dứt lời, bầu trời lập tức sấm sét rền vang. Vương gia bật cười nói: Ngươi xem, lão tặc thiên trong lòng quỷ quái, muốn lau đi chuyện bậy hắn làm. Bất quá ta lúc trước không đấu lại thiên, nhưng bây giờ lão thiên có thể làm khó ta sao? Tiểu thất cười không nói, không biết nên nói gì. Vương gia thấy bộ dáng của tiểu thất như vậy, đưa tay viết lên trên hư không hai chữ to. Bàn tay đánh một cái, chữ to bay lên giữa không trung là nghịch thiên. Thấy vậy, tiểu thất hỏi: Vương gia, người dự định nghịch thiên sao? Hắn gật đầu: Không biết thiên sư ngươi hành xử thế nào. Tiểu thất cười nhạt, giơ tay viết lên bốn chữ lớn. Bàn tay khẽ quơ, bốn chữ lớn bay lên cùng với chữ nghịch thiên của vương gia ầm ầm đụng vào nhau. Hai bộ chữ treo ở trên không trung, âm khí và huyết khí ám đấu xuôi ngược. Thay trời hành đạo, thiên sự đã định là bán mạng cho lão tặc thiên kia. Bán mạng ta không dám nói, ta chỉ muốn làm tốt bản tâm của mình. Tiểu thất nhìn chằm chằm vương gia chậm rãi. Hai người nhìn như đang nói chuyện phiếm, nhưng thực tế là đang trao đổi suy nghĩ ở trong lòng. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt ở xa xa liền nghi ngờ. Cổ Kỳ Nguyệt cau mày lẩm bẩm: Làm sao lại chỉ có trò chuyện? Tiểu Diều Hâu không có nghe được Cổ Kỳ Nguyệt lẩm bẩm, hỏi nhỏ: Tiểu thư, sao lại như thế này? Nữ thi bị tiểu đạo sĩ này đả thương, vương gia lại không động thủ mà lại đứng nói chuyện phiếm với hắn là sao? Ta cũng không biết, yên lặng theo dõi xem. Tiểu thư, người xem. Đột nhiên Tiểu Diều Hâu trầm giọng: Xem cái gì? Cổ Kỳ Nguyệt nhìn theo hướng của Tiểu Diều Hâu chỉ, thấy một bóng người xinh đẹp đang chạy tới. Ánh mắt kinh hoàng, thỉnh thoảng nhìn lên người tiểu thất. Nhìn một màn này, Tiểu Diều Hâu nói: Tiểu thư, người nói nàng có phải là tình nhân của tiểu đạo sĩ? Chúng ta có thể bắt nàng để uy hiếp tiểu đạo sĩ. Cổ Kỳ Nguyệt nghĩ đến các nàng cùng tiểu thất dù sao cũng là không chết không thôi, bắt tới người đàn bà này, nói không chừng sự tình có thể có cơ hội xoay chuyển. Nghĩ đến đây, Cổ Kỳ Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Diều Hâu rồi lắc mình mà rời đi. Tiểu thất đang cùng vương gia nói chuyện phiếm, không biết Mã Tiểu Tiểu tới. Vương gia nhìn Cổ Kỳ Nguyệt xông ra về phía hai người mới từ từ nói: Thiên sư, bên kia có một người đàn bà đi tới, người có biết không? Tiểu thất quay đầu, thấy lại chính là Mã Tiểu Tiểu, kinh hô: Tiểu Tiểu, nhanh đi đi. Mã Tiểu Tiểu căn bản không phải là đối thủ của bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Tiểu thất ba bước cũng rất nhanh xông ra, nhưng đã quá muộn. Cổ Kỳ Nguyệt đã túm lên Mã Tiểu Tiểu, bấm cổ của Mã Tiểu Tiểu mà quát lên: Ngươi dừng lại. Tiểu thất dừng bước, nắm Long Tuyển kiếm vang lên ken két trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Cổ Kỳ Nguyệt: Ngươi tốt nhất là buông nàng ra, nếu không ta sẽ lấy mạng các ngươi. Xem ra ngươi rất quan tâm nàng. Chương 705, Vương gia phần 2. Tiểu thất bộ mặt âm trầm, dẫm lên lá rụng hướng các nàng đi tới. Cổ Kỳ Nguyệt lạnh lùng: Ta bảo ngươi đứng lại, ngươi muốn nàng chết sao? Lập tức bóp mạnh cổ của Mã Tiểu Tiểu dùng sức. Mã Tiểu Tiểu thống khổ rên rỉ kêu lên một tiếng, khuôn mặt đẹp cũng ửng đỏ lên. Tiểu thất sau đó dừng bước: Ngươi muốn làm gì? Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh: Ngươi nghĩ ta muốn làm gì? Tiểu thất nghiến răng: Sớm biết như vậy, ngày hôm qua ta đã nghĩ cách giết chết các ngươi. Ngươi giết được sao?
Tiểu Thất không muốn lãng phí thời gian, rõ và khua môi múa mép với nàng. Thả Tiểu Tiểu ra. Người nếu như dám làm tổn thương một đầu ngón tay của nàng, ta... ta biết. Người sẽ giết ta sao? Ta thật sự sẽ giết người đó. Một cỗ sát khí từ trong người Tiểu Thất tuôn ra. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Diều Hâu. Tiểu Diều Hâu, ngươi đi đến giết nàng. Nếu như hắn trả đũa, ta lập tức giết người đàn bà này. Tiểu Diều Hâu gật đầu, trong nháy mắt đánh tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất âm thầm vận chuyển linh lực toàn thân. Tiểu Diều Hâu một chảo chộp vào ngực của Tiểu Thất, tiếng vang trầm trầm vang lên. Tiểu Thất bay ngược lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc đứng dậy, Mã Tiểu Tiểu nhìn thấy trên ngực của Tiểu Thất xuất hiện bốn dấu móng tay, nhìn đến giật mình. Trong mắt của Mã Tiểu Tiểu trào nước mắt. Ở trong nội tâm của nàng rất hối hận. Tại sao mình lại lên? Tại sao mình không tin Tiểu Thất? Trong lòng thật sự đau đớn. Cổ Kỳ Nguyệt khóe miệng vén lên một nụ cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Mã Tiểu Tiểu. Hắn rất quan tâm ngươi, vậy mà lại không đánh trả. Nếu như vậy, Tiểu Diều Hâu, giết hắn. Mã Tiểu Tiểu dãy giụa, nhưng nàng cùng Cổ Kỳ Nguyệt thực lực sai biệt quá lớn, lần này dãy giụa đều là coi như không. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh. Bằng vào thực lực của ngươi muốn chạy thoát khỏi tay ta sao? Vương gia lặng lẽ đứng ở đằng sau, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả phát sinh. Bởi vì Tiểu Thất vận chuyển linh lực ngăn cản thế công của Tiểu Diều Hâu, bốn chữ lớn treo lơ lửng trên bầu trời từ từ biến mất. Ở trong lòng hắn đối với Tiểu Thất cũng rất tò mò, tuổi còn trẻ mà lại còn có tu vi như vậy, quả thật là hiếm thấy trên đời. Công kích của Tiểu Diều Hâu càng lúc càng mãnh liệt, Tiểu Thất bị đánh cho máu tươi phun ra toe toét. Tiểu Thất trước đây không muốn vì mình mà Cổ Kỳ Nguyệt uy hiếp Mã Tiểu Tiểu, thế nhưng Cổ Kỳ Nguyệt lúc này cũng đã mất đi tâm tính. Nếu như làm như vậy chính là đánh bạc, Tiểu Thất không dám dùng sinh mệnh của Mã Tiểu Tiểu ra để đánh cược. Cổ Kỳ Nguyệt một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn, Mã Tiểu Tiểu lại không dám nhìn, nàng đợi Cổ Kỳ Nguyệt buông lỏng cơ hội. Đúng lúc này, Tiểu Diều Hâu quát lên một tiếng, trực tiếp một chảo xuyên thủng ngực của Tiểu Thất, máu tươi phun ra đến hơn 1 mét. Tiểu Thất ánh mắt ảm đạm, hai chân mềm nhũn, vô lực quỳ xuống. Mã Tiểu Tiểu đỏ mắt kêu lên. Tiểu Thất, tiện nhân, người giết ta đi, người giết ta đi. Tiểu Diều Hâu một cước đạp lên người của Tiểu Thất. Tiểu Thất thân thể nặng nề bay ra đập lên thân cây. Tiểu Diều Hâu vẫn không bỏ qua, lắc mình xông tới, tàn nhẫn dậm chân, phát hiện ra Tiểu Thất đã khí tuyệt bỏ mình mới dừng tay. Mã Tiểu Tiểu khóc không thành tiếng. Tiểu Diều Hâu trở lại bên cạnh Cổ Kỳ Nguyệt. Tiểu thư, hắn đã chết. Để xem hắn lợi hại đến đâu, còn không phải là chết trong tay chúng ta sao? Nói xong lời này, Cổ Kỳ Nguyệt ánh mắt nhìn lên người của Mã Tiểu Tiểu, nhàn nhạt nói. Ta mặc dù là quỷ, nhưng lời nói vẫn có giá trị. Nếu như hắn chết, ngươi cũng nên đi đi. Lúc đang nói chuyện, Cổ Kỳ Nguyệt bấm móng tay ở trên cổ của Mã Tiểu Tiểu, từ từ buông lỏng. Mã Tiểu Tiểu quay đầu lạnh lùng, liếc mắt nhìn nàng, sau đó chạy như điên tới bên cạnh Tiểu Thất. Nhưng đúng lúc này, một sự việc ngoài ý muốn phát sinh. Cổ Kỳ Nguyệt lắc mình xuất hiện sau lưng của Mã Tiểu Tiểu, một chưởng muốn vỗ vào lưng của nàng. Đột nhiên một vệt kiếm quang từ trên trời hạ xuống, sắc mặt của Cổ Kỳ Nguyệt đại biến, thu tay lại, né tránh kiếm quang. Thế nhưng khí lãng đem Mã Tiểu Tiểu đánh văng ra ngoài, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện, tiếp nhận lấy Mã Tiểu Tiểu. Thấy người tới, hai người chủ tớ Cổ Kỳ Nguyệt sắc mặt dị biến, giận dữ rít lên. Ngươi, vậy mà còn không có chết sao? Trong giọng nói của các nàng đầy khó tin, Mã Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiểu Thất đang cười cười nhìn mình. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là mừng đến chảy cả nước mắt. Tiểu Thất, ngươi không có chết. Tiểu Thất đưa tay lau nước mắt của nàng, nhẹ giọng. Đừng khóc, khóc đỏ mắt sẽ không có sinh nữa. Nghe lời này, Mã Tiểu Tiểu
gò má dán vào ngực của Tiểu Thất, khóc đến thương tâm. Tiểu Thất vỗ sau lưng của nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chủ tớ Cổ Kỳ Nguyệt. Hai nàng kia đôi mắt như cá chết trợn trừng. Mã Tiểu Tiểu cũng cảm thấy ở đây khóc sướt mướt cũng không đúng, lau lau mắt rời khỏi cái ôm của Tiểu Thất. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn, gò má của nàng đang ửng đỏ xấu hổ. Nghe vậy, gò má ửng đỏ trông giống như là quả anh đào. Tiểu Thất đột nhiên cúi đầu hôn lên gò má của nàng một cái. Mã Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng, giận dữ liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười, đứng ở phía sau ta. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, vừa rồi là chuyện gì vậy? Tiểu Thất giơ tay lên, nhắm vào chủ tớ Cổ Kỳ Nguyệt, từ tốn. Bọn chúng muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, ta đã nhìn thấy... Mã Tiểu Tiểu chỉ thi thể lúc nãy bị đạp văng ra. Lúc phát hiện thì thi thể đã biến mất. Tiểu Thất cười nhạt. Cô phải nhớ kỹ, ta có thất tinh mệnh bản, bất kỳ lúc nào cũng có thể tạo ra ảo cảnh. Lúc trước các người nhìn thấy chỉ là ảo cảnh của ta thôi. Thì ra là như vậy, người thật sự làm ta bị hù chết. Tiểu Thất liếm môi một cái, nở một nụ cười quái dị. Thấy bộ dáng này của Tiểu Thất, khuôn mặt của Mã Tiểu Tiểu lại đỏ lên. Tiểu Thất chậm rãi bước ra, nhìn chằm chằm chủ tớ Cổ Kỳ Nguyệt lạnh lùng. Người cảm thấy kinh ngạc chứ? Mặc dù không trả lời, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra sự khiếp sợ của các nàng. Cổ Kỳ Nguyệt trố mắt nhìn. Phải biết, các nàng nắm trong tay đầu chuyển di tinh đại trận. Nơi này toàn bộ sự kiện phát sinh đều trong tầm kiểm soát của các nàng. Nhưng vừa rồi, đến cùng là chuyện gì? Tiểu Thất cười nói. Đầu chuyển di tinh đại trận thực sự lợi hại, nhưng thiên hạ có nhiều thứ có khả năng áp chế nó. Nếu như không tin, có thể thử một chút. Cổ Kỳ Nguyệt cũng không tin, ống tay áo vung lên, oán khí bộc phát, muốn thúc giục đầu chuyển di tinh đại trận. Tiểu Thất lật tay lấy ra thất tinh mệnh bản, quát lạnh một tiếng. Ta cho người mở mang kiến thức một chút. Câu Trần, Hiên Viên, Ngọc Hành, tam tinh tề động. Bầu trời đang quang đãng, ba ngôi sao đột nhiên sáng rực. Ba ánh sao nổ bắn tới, đi thẳng vào bên trong thất tinh mệnh bản. Tiểu Thất biến hóa ấn pháp, trong phút chốc, một đạo tam sắc ánh sáng bay thẳng tới hai người Cổ Kỳ Nguyệt. Chủ tớ Cổ Kỳ Nguyệt kinh hãi, vội vàng lui lại. Chùm ánh sáng tam sắc lướt qua đến chỗ nào, chỗ đó xuất hiện một cái rãnh thật sâu. Các nàng thấy không có né tránh được, điên cuồng bùng nổ oán khí, muốn ngăn chặn. Thấy một màn này, Tiểu Thất cười lạnh. Là châu chấu đá xe. Đúng lúc này, Cổ Kỳ Nguyệt toàn thân oán khí thu lại, bàn tay cầm lấy Tiểu Diều Hâu ném ra ngoài. Sau đó, nàng vội vàng lui lại. Tiểu Diều Hâu không ngờ tới, chính là tỷ tỷ lớn lên từ bé với mình, lại lấy mình làm bia đỡ đạn. Nàng cũng minh bạch, dựa vào lực lượng bản thân không đủ để ngăn cản chùm ánh sáng bắn tới kia. Chùm ánh sáng xuyên thủng thân thể của Tiểu Diều Hâu, nàng kêu thảm một tiếng, sau đó hồn phi phách tán. Tiểu Thất thu lại thất tinh mệnh bản, quét nhìn một vòng, phát hiện Cổ Kỳ Nguyệt đã biến mất. Trong lòng mặc dù tiếc hận, nhưng diệt trừ được một con cũng tốt. Chương 706, Vương Gia, phần 3. Vương Gia đứng một bên, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Thất cũng không có cố kỵ, hắn chính là muốn để cho Vương Gia nhìn thấy, có lẽ đối với hắn sẽ tạo thành áp lực. Tiểu Thất xoay người, chậm rãi đi tới bên cạnh Vương Gia, chắp tay nói đa tạ. Vương Gia cười, cũng không nói gì. Tiểu Thất vì sao lại cảm ơn hắn, trong lòng biết rõ. Nếu như lúc trước hắn cùng liên thủ với hai người Cổ Kỳ Nguyệt, Tiểu Thất chưa chắc có thể dễ dàng cứu được Mã Tiểu Tiểu như vậy. Thậm chí mình cũng có khả năng hao tổn ở đây, bởi vì Vương Gia trước mắt sâu không lường được. Vương Gia nói, thay trời hành đạo, thiên sư vì sao lại có quyết tâm lớn như vậy? Tiểu Thất cười một tiếng, ta lúc trước đã nói ta không có quyết tâm gì cả, chỉ là làm tốt trách nhiệm của mình, không phụ lương tâm của mình. Lời vừa dứt, Tiểu Thất chụp ngực hai cái. Bản vương lúc còn sống luôn luôn sống vì dân chúng,
Không biết thiên hạ dân chúng vô tri hay sao? Nhìn ánh mắt tiếc hận của hắn, Tiểu Thất tin tưởng là vương gia đang nói thật. Vị vương gia này trên bản chất cũng không phải là người xấu. Nhìn chằm chằm mặt của vương gia, Tiểu Thất hỏi: Không biết vương gia sau đó định mọi chuyện như thế nào? Nụ cười trên mặt của vương gia biến mất, âm thanh trở nên lạnh lẽo. Những kẻ mấy trăm năm trước đã hại chết nữ nhân ta yêu thương, phần lớn đều đã bị ta giết chết. Nhưng cũng có không ít kẻ đã chạy trốn, cho nên ta làm như vậy là để chạm thảo trừ căn. Tiểu Thất hơi sững sờ, chậm rãi: Vương gia, vì sao lại phải tận tuyệt như vậy? Mấy trăm năm đã qua, những người đó dù sao cũng đã sớm chết. Trên đời này chỉ sợ hậu nhân của bọn họ, những người đó vô tội. Ta nói bọn chúng có tội thì có tội. Vương gia, hành sự thì phải cân nhắc. Bây giờ không giống như ngày xưa, người làm như vậy bất kể đối với ngươi hay là đối với người yêu của ngươi cũng không có nửa điểm tốt nào cả. Nói xong, Tiểu Thất giơ tay lên không viết hai chữ. Vương gia vừa ngẩng đầu nhìn, lầm bầm lầu bầu: Thuận lòng trời, lão thiên không công bằng, vì sao phải thuận theo hắn? Âm thanh vang lên rõ ràng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Xem ra vị vương gia này là quyết tâm muốn nghịch thiên. Chẳng phút chốc, Tiểu Thất lại hỏi: Không biết vương gia có biết vị đạo sĩ chết cùng với ngươi không? Tiểu Thất còn chưa dứt lời, vương gia nói: Vị đạo sĩ kia chính là trong môn phái của ngươi. Hắn là Mao Sơn đệ tử sao? Tiểu Thất kinh ngạc. Không sai, bổn vương mời hắn tới, thứ nhất là để cho người ta yêu thương cải tử hoàn sinh, thứ hai là để sắp xếp cho sau này. Tiểu Thất ồ một cái. Vậy vương gia có biết trước khi chết hắn đọc là thứ gì không? Nghe vậy, vương gia lắc đầu. Tiểu Thất nói: Ta nói cho người biết, hắn trước khi chết thi triển ra một loại tên là huyết hồn chú. Pháp thuật này cực kỳ tà ác, một khi thành công, toàn bộ tâm tính của hắn bị oán khí ăn mòn, không có nửa điểm lý trí. Vương gia cười một tiếng: Như thế thì sao, bổn vương sợ gì hắn? Nghe được tự tin của vương gia, Tiểu Thất nói: Vương gia, không phải ta xem thường ngươi. Ba hồn bảy vía của hắn nếu như tụ lại, đừng nói là ngươi, cho dù là ta cộng thêm ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Có một số việc vương gia nên rõ. Ban đầu là ngươi cầu hắn tới sao? Vương gia ngẩn ra, hắn không nghĩ đến Tiểu Thất lại biết hết mọi sự tình như vậy. Chắc hẳn là vì ban đầu suy nghĩ mình lại quên mất điều căn bản, đó là nhân tính, cuối cùng mình ích kỷ. Thấy vậy, Tiểu Thất lại giơ tay lên trời viết hai chữ to. Bàn tay vung lên, ở giữa không trung chữ xuất hiện. Tiểu Thất từ tốn: Hai chữ này thế nào? Vương gia ngẩng đầu, mí mắt hơi nhảy lên. Tiểu Thất viết chính là nhân tính. Hắn trung quy kiến thức rộng, qua trong giây lát thu liễm lại tâm tình, trong phút chốc quan sát tử tốn. Nhân tính, vì tư lợi, nhân tính. Khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên một nụ cười. Đây chỉ là tạm thời nghĩ đến. Hắn trước đây cũng không ngờ vương gia này lại cùng mình nói chuyện phiếm, mà không phải tìm mình tính sổ. Nhân tính, vì tư lợi nhân tính, chính là để cho vương gia trong lòng nổi sóng. Đương nhiên hắn có thể giết chết ba hồn bảy vía của đạo sĩ còn chưa tụ lại, nếu không mình tự động thủ vậy. Vương gia ánh mắt lóe lên, nội tâm tựa hồ như đang dãy giụa. Tiểu Thất từ tốn: Vương gia, cẩn thận suy nghĩ, chúng ta rời đi trước. Nói xong, Tiểu Thất kéo Mã Tiểu Tiểu xoay người rời đi. Hai người đi ra vài trăm thước, Mã Tiểu Tiểu hỏi: Tại sao ngươi lại nói với hắn những thứ đó? Tại sao không trực tiếp động thủ giết hắn? Tiểu Thất lắc đầu: Không được, thực lực của hắn rất đáng sợ, ta không có nắm chắc. Huống chi cổ mộ ở Minh Triều nhiều vô số, vương gia này căn bản tâm địa cũng không xấu, bất quá chỉ là bị tình yêu che mắt. Nói thiên đạo 10.000, mục tiêu cuối cùng của ta vẫn là muốn mượn tay hắn diệt trừ đạo sĩ vẫn còn chưa tụ hồn kia. Thì ra là như vậy, không ngờ đám các ngươi trước đây quen biết đúng là bằng hữu tốt. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng: Chẳng lẽ cô không nhìn ra ta và hắn ở trong thâm tâm đang âm thầm tỷ đấu?
Có không? Tiểu thất gãi gãi đầu. Cũng đúng, nếu như cô khẩn trương thì là hỏng rồi. Lại dám chê cười ta, ngươi muốn ăn đòn sao? Tiểu thất cùng Mã Tiểu Tiểu đùa giỡn đi về thôn. Vương gia vẫn còn đứng ngây ngẩn tại chỗ. Trong lúc bất chợt, cặp mắt của hắn sáng rực lên, toàn thân bộc phát. Hắn đưa tay lên trời, viết lên hai chữ to. Bàn tay xoẹt một cái, âm khí từ từ hội tụ. Cái chữ to ở trên bầu trời bay lên không trung. Thiên sư, mời ngươi xem. Âm thanh của vương gia lập tức vang dội. Tiểu thất đi từ xa ngẩng đầu nhìn. Ở trên trời hai chữ màu đen to đến nhức mắt mang tên Chu Thiên. Thấy hai chữ này, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là vẫn muốn động thủ. Mã Tiểu Tiểu kéo tay tiểu thất, cau mày nhìn hai chữ Chu Thiên ở trên bầu trời, không hiểu ý nghĩa ở trong đó. Trong phút chốc, tiểu thất thu hồi lại ánh mắt, véo tay nàng nhẹ giọng, đi thôi. Hắn viết hai chữ này là ý gì? Không có ý gì cả. Hắn muốn nghịch thiên hành sự, cũng là vạch rõ ta cùng hắn đối đầu. Ngươi tại sao không sợ hãi? Bởi vì có cô ở bên cạnh, ta không sợ hãi cái gì cả. Nghe vậy, tiểu thất cười một tiếng. Đi đến cửa thôn, bọn Vương Bá Ngôn ánh mắt đều ngưng trọng, nhìn chằm chằm hai chữ Chu Thiên lớn ở trên trời. Ngược lại, Trần Thần và Tiểu Lục cũng chú ý đến hai người tiểu thất, trong lòng vui mừng tiến lên đón. Tiểu thất cười một tiếng, đi tới trước mặt của Vương Bá Ngôn. Các người đang nhìn cái gì vậy? Kìa, hai chữ Chu Thiên ở trên trời, có thể nhận ra được. Người viết ra hai chữ này tu vi rất cao, chúng ta thật sự là xấu hổ. Hoa Thanh nghe được âm thanh quen thuộc, thu ánh mắt lại. Vương Tiểu Tử, người đã về. Đúng vậy, ta đã về. Chẳng lẽ lúc trước chính là thiên sư kia là Tiểu Hữu sao? Hoàng Nguyên Chân Nhân kinh ngạc. Tiểu thất gật đầu. Ta cùng vương gia trong cổ mộ Minh Triều trò chuyện trong một chốc lát. Hai chữ này là hắn viết. Chúng ta cần phải chuẩn bị chiến đấu. Vương gia này tu vi tuyệt đối không có thấp hơn ta đâu. Bất quá hắn hành sự coi như rất quang minh lỗi lạc. Hai nữ quỷ lúc trước ta đối phó cũng không đánh lén ở sau lưng ta. Ngươi gặp phải nữ quỷ sao? Đúng vậy. Trong đó một đứa đã bị ta đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu thất ngoảnh nhìn. Ở đằng sau, hai chữ Chu Thiên vẫn ngạo nghễ trên bầu trời. Cũng là một kẻ oai hùng một đời, đến khi chết cũng phải làm một con quỷ oai hùng. Ta nguyện nghịch thiên, chứ không để ông trời già đùa bỡn số phận của ta. Hết chương 706. Hết tập 109. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.